Ha ha, tôi cao hơn rồi nè Huy ơi, ông chậm quá à. Được rồi, để xem đây. Ấy chá chá. Rồi lên rồi nè. Sao hả? À, ông dám cao hơn tôi nè. Nhìn đây. À cha 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 cha. Ê, đợi đó. Tôi cao hơn, tôi cao hơn. Tôi cao hơn. Đưa lên đồ chậm chạp. Ơ, tại đó tôi lên theo nè. Cái gì mà ồn ào dữ vậy ta? Cao cái gì ồn vậy trời. Nè, ông chưa thua chưa ông Inox. Trời ơi, cái gì mà cao quá vậy? À, ông dám cao hơn tôi sao? Hãy chờ. À, quay ông làm cái gì vậy? Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Ôi, cái nhà của tôi bị cái gì vậy? Sao có một cái thanh gỗ gì đó đè sập cái nhà của tôi rồi? Ôi trời, chuyện gì xảy ra vậy? Động đất à các bạn trời ơi. Cái nhà của tôi luôn rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy các bạn? Cái gì vậy? Là thằng Huy và thằng Giác sao? Sao ông làm vậy vậy? Trời đất ơi. Thì ông hơn tôi. Trời đất ơi, tức quá các bạn. Tụi bay xuống đây. Tụi bay làm cái gì mà hư cái nhà tới trên dạ? Xuống đây mau lên. Trời đất ơi, xuống đây, cuối cùng cũng xuống đây. Tại sao mấy ông lại phá nhà tôi như vậy? Trời ơi, tôi đâu có cố tình làm gì đâu. Trời đất ơi, đang coi ai xây cao hơn à. Ủa, ai xây cao hơn à? Trời đất ơi, hết chỗ thử thách hay sao mà lại gần cái nhà của tôi vậy? Phá nát cái nhà luôn, tội nghiệp con gã luôn. Ôi, nhưng mà nhân tiện, nếu mà thử thách ai xây cao hơn thì dạo này tôi thấy các bạn fan comment rất là nhiều. Anh ơi, hãy xây bực thang thiệt là cao, mấy ngàn mấy tỷ bậc thang thiệt là cao, lên mặt trời, lên vũ trụ luôn đi anh. Nên là hôm nay tôi là nhân cơ hội mà hai đứa này nó phá nhà tôi để tôi thử thách hai đứa nó, nên tụi bay có chịu không? Mà không chịu là phải chịu. Tại vì tụi bay lỡ phá nhà tao rồi, chịu không? Chịu không? Tao chịu. Chịu. Hai đứa chịu luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thử thách tôi nào các bạn ơi. Let's go. Được rồi, anh em đã sẵn sàng chưa? Nếu anh em đã chấp nhận tham gia thử thách thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau xây thử thách bậc thang thiệt là cao nha. Được rồi, được rồi. 1, 2, 3 bắt đầu đi. Rồi. Hết video để có thể chấm điểm được xem thử ai là người có bậc thang cao nhất để có thể tìm ra người chiến thắng ngày hôm nay. Bây giờ các bạn sẽ là người quyết định đó. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu xây thử đó, bắt đầu xây rồi kìa các bạn. Nhanh. Được rồi các bạn ơi, và hôm nay đối các bạn biết tôi sẽ làm bậc thang bằng chất liệu gì, đó chính là kim cương đó các bạn. Là vì kim cương nó rất là quý, nó rất là hiếm, nên mình sẽ làm bậc thang bằng đó để chứng tỏ cái bậc thang của mình là bậc thang xịn đó các bạn ơi. Được rồi, và bây giờ chúng ta chỉ cần đi lên đây và chúng ta bấm một cái nút hay cha đó, chúng ta sẽ tạo thêm được một cái bậc thang nữa. Và thêm tiếp tục mình bấm một cái nữa thì nó sẽ tự động tạo bậc thang bằng kim cương cho ta đi lên các bạn. Và chúng ta sẽ làm một cái bậc thang thiệt là cao, nó sẽ đi quá mặt trời luôn các bạn đó. Mình sẽ đi xuyên qua mặt trời lên trên tận vũ trụ luôn. Thì các bạn hãy cùng theo dõi hết video xem thử cái cầu thang này nó cao tới mức nào để mà mình có thể nói gì vậy các bạn. Được rồi, đi thôi các bạn ơi, let's go. Cao quá các bạn ơi, trời ơi, tôi sợ độ cao, tôi nhìn xuống mà tôi không thấy gì nữa, chỉ thấy bầu trời, thấy mây thôi. Cái ơi, gì vậy? Ôi thằng Huy đâm nó lên được tới mặt trời luôn kìa các bạn ơi. Ôi cái gì vậy? Được rồi, ta đi vô đây, tạm biệt mày nha. Ôi thằng Huy đâm nó gì vô bên trong mặt trời nó làm rồi các bạn ơi. Nhưng mà không, mình không chỉ dừng lại ở mặt trời độ cao mặt trời thôi các bạn ơi, mà mình sẽ dừng lại ở độ cao gọi là lên vũ trụ, lên siêu cao luôn các bạn ơi. Các bạn hãy chờ mình nha. Mình sẽ ra ngoài thiên hà, mình sẽ vô hố đen vũ trụ, mình sẽ gọi là lên tới là sao gì luôn các bạn. Hãy cùng mình đi nha. Được rồi, bây giờ chúng ta đã vượt cao quá Huy nấp rồi các bạn, không biết gì chắc chắn ở dưới sâu luôn á trời. Thôi được rồi, đi lên thế nào các bạn, cùng mình đi nha. Sắp được rồi các bạn ơi, còn một chút xíu nữa thôi. Bây giờ mình đã không thấy Huy đắp rồi, mình đã lên cao lắm rồi, cố lên còn một chút xíu nữa thôi. Trời đất ơi, các bạn đã coi tới khúc này thì chắc các bạn cũng hết hồn luôn các bạn ơi. Đó chính là tôi đã xây cái cầu thang nó cao tới mức mà tôi đã lên nhìn được cái vũ trụ luôn rồi, không lẽ nào tin được các bạn. Các bạn nhìn xung quanh tôi nè, trời ơi đúng là hả một gọi là tuyệt tác luôn các bạn ơi. Trời ơi, nhìn xung quanh toàn là đầy sao mà gọi nhìn cực quang quá là đẹp luôn các bạn. Cái này là ngoài vũ trụ luôn chứ không còn là trong cái đất nữa các bạn ơi. Thì các bạn thấy với độ cao vậy là đủ chưa, hay các bạn còn muốn cao nữa không? Để tôi chiều các bạn. Được rồi, tôi thấy thì mấy bạn comment là anh ơi cao nữa đi, chưa đủ á trời. Đúng rồi, được rồi, chiều ý pha lên cao thêm một chút xíu rồi trời. Nhưng mà máy tôi nó lắc luôn các bạn, tại vì cao quá mà cao lên mà gọi là vũ trụ luôn, gặp hố đen luôn rồi trời. Ôi cao quá các bạn, cố lên chiều ý pha, cố lên máy mình sẽ chịu nổi mà. Các bạn hãy comment à, dạ lắc rồi. Các bạn hãy comment là anh Tô Gà cố lên nha để ủng hộ tôi nha. Các bạn ơi, các bạn có đang thấy những gì mà tôi đang thấy không các bạn ơi? Tôi đã lên tới độ cao mà cái mức mà tôi thấy được một cái cánh cổng là gì không biết. Cái cánh cổng bên trong cánh cổng nó có gì, nên là tôi nghĩ đây với độ cao mà gọi là trước mặt tôi kia đó là đủ rồi các bạn. Thì sau đó chúng ta sẽ đi vô cái cánh cổng lại là hố đen đó để chúng ta có thể xây thử thách trong đó, để gọi là chứng tỏ là chúng ta đã xây được cái cầu thang cao nhất luôn rồi các bạn à. Cũng nhờ các bạn cổ vũ cho tôi hết đó. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau lên đến cái cánh cổng đó thôi nè các bạn. Gần lắm rồi đó. Ôi còn một chút xíu nữa thôi là chúng ta sẽ đi vô được, làm cái cầu thang đi vô được cái gọi là cái cánh cổng hố đen luôn rồi các bạn. Chút xíu nữa thôi. Được rồi, lên được rồi nè các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn đi, cái cầu thang của mình nó đã dẫn từ trái đất và với độ cao nó lên được vũ trụ và nó tới được cái cánh cổng không gian luôn rồi. Và bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đi vô trong cánh cổng này. Được rồi, cùng với mình đi vô nha. Let's go. Hãy cha. Được rồi, vậy là tôi đã đi vô bên trong gọi là cánh cổng áo đen vũ trụ rồi các bạn. Đó, các bạn
cánh cổng không? Và đây chính là nơi mà tôi sẽ làm thử thách này các bạn. Được rồi, các bạn thấy không? Bên này sẽ có một cánh cổng vũ trụ và bên kia sẽ cũng có một cái cánh cổng vũ trụ. Thì đó chính là cánh cổng để dẫn chúng ta đến thử thách thứ hai của tôi gà TV. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ làm thử thách thứ nhất ở đây các bạn. À, thử thách thứ nhất các bạn có biết là gì không? Tại vì chúng ta đã ở ngoài vũ trụ nên tôi sẽ quyết định là một thử thách nó sẽ liên quan tới UFO, đó chính là đĩa bay của người ngoài hành tinh đó các bạn. Đó chính là bắt cua UFO. Và xin giới thiệu với tất cả các bạn, đằng sau lưng tôi đây chính là một cái gọi là cái đĩa bay tí hon mà nó đang bay đây các bạn. Nhìn này, nó đang bay lơ lửng này đó. Các bạn nhìn kỹ là thấy nó đang bay lơ lửng không? Đó chính là cái chỗ mà gọi là để chúng ta có thể bắt cua lên và chúng ta sẽ bay đứng lên cái này. Vậy các bạn nhớ là cái đĩa bay này nó đang bay, bởi vậy khi mà chúng ta đứng lên nó chúng ta sẽ có một cái thời gian nhất định thôi. Nếu mà chúng ta đứng lâu thì nó sẽ rớt. Bây giờ mình thử cho các bạn coi này, mình sẽ đứng lên hãy cha đó, mình đứng lên đây nhưng mà ai cha, nếu chúng ta đứng quá một giây thì cái đĩa bay nó sẽ rớt xuống. Bởi vậy lần này chúng ta sẽ phải bắt cua trên những cái UFO nhờ, phải bắt cua thiệt là nhanh nha các bạn. Được rồi, nếu các bạn chưa hiểu thì để tôi thử cho các bạn coi. Đây thì bây giờ tôi sẽ bắt cua từ cái cục này qua cái UFO bên kia cho các bạn coi. Thì chúng ta phải bắt cua thiệt là nhanh nha các bạn. Khi mà mình rớt xuống này, mình đạp lên nó một cái này, nhớ là một cái rồi, nhảy liền đó. Thì các bạn thấy không, những cái UFO đằng sau của mình sau khi mình chạm vô thì nó sẽ rớt xuống. Bởi vì vậy mình sẽ phải thiệt nhảy thiệt là nhanh. Ví dụ mình nhảy này, nhảy qua bên này, nhảy lên đây, nhảy liền. Còn nếu chúng ta không có nhảy thì chúng ta đứng lâu một cái là trời, tôi rớt rớt. Ví dụ mình đứng lâu một cái vậy các bạn, mình không có gì rồi, nhảy thì nó sẽ rớt xuống. Thì coi như chúng ta sẽ thất bại trong cái thử thách này. Và nếu tụi nó đang ở trên cái chỗ này và tụi nó chỉ cần rớt xuống cái này thôi, tụi nó sẽ bị lọt ra khỏi không gian và coi như là thất bại thử thách của tôi gà TV luôn các bạn à. Và sau khi tụi nó nhảy qua được hết tất cả cái UFO, tụi nó nhảy vô được cánh cổng thì coi như tụi nó sẽ qua được thử thách gọi là thứ hai của tôi gà TV. Bây giờ tôi sẽ chơi thử cho các bạn coi một màn nha. Bây giờ ví dụ tôi vừa từ cánh cổng ra nha các bạn, rồi tôi sẽ nhảy rồi nhảy tiếp, nhảy nhanh. Tại vì đằng sau mình nó sẽ chết hết những cái UFO khi vừa mình chạm đó. Nhanh lên, cố lên. Trời ơi, tôi chơi hay chứ. Rồi sao tôi coi như vậy là tôi rớt rồi đó các bạn. Đó thì thử thách nó sẽ như vậy đó. Và nếu chúng ta có thể nhảy qua được hết bên này đó, nhảy qua được đây và đi vô cánh cổng kia thì coi như chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thử thách thứ hai tối nào. Hãy cho vào đây, tới rồi đây, đây sẽ là cái cánh cổng mình nơi mình sẽ xây dựng thử thách thứ hai các bạn. Thì các bạn thấy này, lần này nó cũng sẽ liên quan tới UFO nhưng mà không, lần này chúng ta sẽ không nhảy lên UFO nữa mà chúng ta sẽ gọi là trực tiếp vô lái cái UFO này luôn, nó mới đỉnh các bạn. Được rồi, để tôi nhảy vô UFO cho các bạn coi nha. Nhảy vô này, hãy cho là tôi đã ngồi lên cái lái cái UFO này rồi các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn đây đó, tôi có thể lái cái UFO này rất là chuyên nghiệp luôn. Thì thử thách này nó sẽ liên quan như thế nào tới UFO thì các bạn hãy chờ xem nhé. Thì có một điều vô cùng đặc biệt đó chính là khi mà chúng ta ngồi trên cái phi thuyền này, chúng ta sẽ có được gọi là hai cái khẩu súng để mà điều khiển để mà bắn đó các bạn. Gọi như này, chiu đó, các bạn thấy không? Tôi có thể bắn bằng cả hai tay luôn đó. Bởi vậy khi mà chúng ta có vừa ngồi lên UFO thì chúng ta sẽ có được cái vũ khí gọi là của người ngoài hành tinh đó các bạn. Chiu. Thì chúng ta sẽ làm gì với vũ khí này? Đó chính là chúng ta sẽ phải tiêu diệt những cái thiên thạch các bạn như kia. Wow, thiên thạch nó đang bay tới mình và chúng ta phải bắn luôn đó. Chiu đó. Thì nhiệm vụ của thằng Huy với thằng Giác Siêu nữa, sau khi nó đi vô thử thách này, nó sẽ phải làm sao để nó có thể bắn được gọi là hết tất cả những cái thiên thạch ở đây. Với số lượng là 20 quả thiên thạch thì coi như tụi nó có thể vượt qua được thử thách này. Và các bạn lưu ý nha, nếu mà chúng ta bắn hụt mà khiến cho cái quả này nó tới mà nó trúng đúng chúng ta một cái là ai đô. Vậy thì coi như chúng ta thất bại đó các bạn. Thì bởi vì vậy chúng ta sẽ phải làm sao để có thể bắn được gọi là 20 quả thiên thạch, đồng thời phải né những cái quả này không cho nó đụng vô cái đĩa bay của chúng ta, nếu không đĩa bay của chúng ta sẽ hư và nổ mất. Và nếu như sau khi chúng ta đã có thể bắn được hết gọi là 20 quả thiên thạch thì cánh cổng tự nhiên nó sẽ tự động mở ra các bạn như kìa. À, đằng kia nó sẽ hiện ra một cái cánh cổng của chúng ta. Em bắn cái này đó thì cánh cổng nó sẽ hiện ra khi mà chúng ta bắn đủ 20 quả thì chỉ cần đi vô cánh cổng đó thôi thì chúng ta sẽ qua được thử thách tiếp theo nào các bạn ơi. Let's go. Hey cha, đây rồi. Và chào mừng đến với căn phòng cuối cùng cũng coi như là cái thử thách khó nhất ngày hôm nay. Thì các bạn đã đoán được thử thách gì chưa? Thì tại vì nãy giờ chúng ta đã đi ra ngoài vũ trụ và chúng ta đã tới ngồi đi UFO đúng không? Thì chúng ta sẽ thiếu cái gì các bạn biết không? Đó chính là thiếu người ngoài hành tinh đó các bạn à. Và thử thách cuối cùng đó chính là chiến đấu với con boss người ngoài hành tinh khổng lồ. Và xin giới thiệu với tất cả các bạn, con boss cuối cùng ngày hôm nay đó chính là quái vật người ngoài hành tinh khổng lồ. Và chúng ta sẽ phải sử dụng cái đĩa bay cũng như là cái vũ khí hồi nãy để mình có thể tiêu diệt với cái con này. Thì nếu như Huy Núp và Giác có thể tiêu diệt được con người ngoài hành tinh này mà không để nó bị tiêu diệt ngược lại thì coi như Huy Núp và Giác sẽ có thể hoàn thành được thử thách này đó. Các bạn hãy nhớ là người ngoài hành tinh rất là mạnh, chỉ cần nó vơ tay một cái thì coi như cái TV tuyền gọi là như cái đĩa bay này nổ thương tung mạnh luôn đó các bạn. Bởi vậy các bạn để xem thử coi hết video để xem thử Huy và Giác có thể vượt qua được thử thách này không nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi ra ngoài để xem thử tụi nó xong chưa, để review để các bạn chấm điểm xem thử ai sẽ là người chiến thắng hôm nay. Được rồi, đi thôi nào. Ấy cha, được rồi, để ngồi xuống coi. Được rồi, bây giờ chúng ta đã đi ra khỏi cái thử thách của tôi gọi là cái thử thách bên trong cái gọi là cánh cổng vũ trụ này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống xem thử tụi nó đã xong chưa nha các bạn. Đi thôi nào, let's go. Trời ơi, cao quá, đi xuống mỏi chân quá các bạn ơi. Nhưng mà tôi đã đi tới gần cái đất rồi, tôi bắt đầu thấy mây rồi, thấy gọi là trời đã không còn thấy sao nữa trên ngoài vũ trụ nữa các bạn. Sắp xuống rồi đó, sắp xuống rồi đó. Được rồi, đi xuống thôi nào anh em ơi. Không biết những người bên kia đã xong chưa. Ô, như tôi thấy ba cái Giác đã đứng ở dưới trước rồi các bạn à. Giác ơi, xong rồi hả? Rồi. Ô, Giác
Ai, xong rồi, ta cũng xong rồi nè. Ồ, Huy Nấp cũng xong rồi, Huy Nấp cũng đang đi xuống kìa. Wow, bây giờ mình mới nhận ra là mình làm bằng kim cương, Huy Nấp làm bằng vàng, còn Dắt làm bằng đất các bạn ạ. À, thì chưa gì là các bạn đã thấy rồi là chất liệu cầu thang của ai xịn nhất rồi đó các bạn, nhưng mà chưa biết đâu. Tại vì chất liệu bề ngoài thôi, chưa biết cái bên trong nó như thế nào. Bây giờ các bạn hãy nhớ coi video để có thể chấm điểm mọi người. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi cầu thang của Dắt đầu tiên chứ. Đi thôi nào, để xem thử cầu thang của Dắt nó sẽ dẫn tới đâu đây. Ồ, hình như cầu thang của Dắt nó sẽ dẫn tới một cái gọi là cái gì đây? Đây là một đám mây khổng lồ. Đám mây sao tôi dẫn vô bên trong luôn á. Có một cái cầu đây mình dẫn có thể mình đi vô bên trong những cái đám mây luôn này các bạn. Trời, cũng cao đó, cũng cao đó, nhưng cao ngang mây thôi, nhưng mà chưa cao bằng mình đâu, mình lên vũ trụ lên. Thôi được rồi, để coi bên trong mây của Dắt như thế nào. Được rồi, đi thôi, let's go. Hãy cha, và đây chính là bên trong thử thách của Dắt các bạn. Ôi ôi, bên trong mây đây sao? Wow, cái ôi cái này là cái gì đây? Ghê đẹp kìa, ghê đẹp kìa. Ôi cái gì? Ấy cái gì rồi? Luôn này thì gái đẹp quá trời. Dưới kia là những thiên thần mây các bạn, nhưng mà trời ơi, Huy nhảy xuống bị đâm nổ cái gì? Ôi nhưng mà thử thách gì đây? Đây là thử thách cân đấu phân, là bạn phải lên cái mây này, sau đó phải đi tới bờ bên đây là. À, có nghĩa là chúng ta phải cưỡi mây để bay qua bên kia các bạn, nhưng mà không được rớt xuống dưới, tại vì rớt xuống sẽ gặp những cái cô thiên thần mây, nhưng mà cố đấm cho bể đầu. Để thử đấm xuống đi, đấm xuống đi, bay chạy ra ra rồi 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 rồi. Gái đẹp này, gái đẹp này, gái đẹp này, gái đẹp này, hay này thì gọi là mỹ nhân kế. Ai ai ai, được lắm tao mày, được rồi, đi chơi cái này là được rồi. Một hai ba, đi thôi đấm. Ok, chuẩn bị rồi, ba, được rồi, đi thôi, rồi rồi rồi, sao rồi sao? Ôi trời ơi, chết luôn rồi rồi. Khúc đó cái mây nó bay qua lẹ quá bạn, tôi không kịp luôn. Lại là Huy ơi, chuẩn bị lại nào. Ok. Được rồi, lần này tôi nhớ cái khúc đó nó sẽ quẹo phải các bạn. Ok, 1 2 3 bắt đầu đi. Rồi đi rồi, đi rồi, quẹo phải đi, quẹo phải đi, quẹo phải đi. Trời ơi, suýt nữa là được rồi. Được rồi, lần này chắc chắn sẽ làm được đây. Tôi tin tôi có thể làm được. Huy nấp gốc rồi, Huy nấp gốc rồi các bạn. Còn bây giờ tới tôi gà, tôi gấu để làm được. Trời ơi, cái mây này nó chạy nhanh quá coi. Được rồi, nhanh quá. Được rồi. Đó, đám mây nó đang chạy về chỗ của Huy rồi. Bây giờ tới lượt Huy nè. Để coi, để coi Huy nấp sẽ vượt qua như thế nào. Coi là tôi tin Huy có thể làm được. Rồi, đó coi Huy nấp rớt rồi các bạn ơi. Đó, đám mây nó lại về kìa. Lần này mày phải làm được cho Huy nấp. Nhanh lên các bạn, cổ đủ mình quá trời kìa. Được rồi, 1, 2, 3, đi đây. Rồi, tôi tin lần này Huy Nấp có thể làm được. Các bạn cố lên các bạn, cổ vũ Huy Nấp đi các bạn. Lần này tao sẽ làm được cho mày coi. Ok, tao tin tưởng mày, các bạn tin tưởng mày, tất cả mọi người đều tin tưởng Huy Nấp các bạn. Cố lên coi. Ôi ôi, Huy Nấp làm được rồi. Thử thách gọi là đám mây cưỡi mây của Dắt rồi. Còn bây giờ thì chúng ta đi thôi nào, let's go. Ai cha, được rồi, vậy là chúng ta đã xong thử thách trong đám mây của Dắt rồi. Còn bây giờ thì chúng ta đi xuống thì các bạn thấy thử thách của Dắt như thế nào, có cao không, có xịn không thì đừng quên comment ở dưới nha. Được rồi, còn bây giờ thì chúng ta đi qua cái cầu thang của Huy Nấp, cái cầu thang bằng vàng này các bạn, mới xịn mới xịn nè. Trời, nghe nói cầu thang Huy Nấp này nó cao tới đâu Huy Nấp? Cao tới mặt trời. Wow wow, cao tới mặt trời. Wow, wow. Sao để mình đi lên coi. Lên đây. Tôi thấy cái bóng dáng mặt trời rồi kìa các bạn ơi. Vậy thì bây giờ lần đầu tiên bước vô bên trong mặt trời để coi thử thách của Huy Nấp nó sẽ như thế nào, cũng cao đó các bạn. Thì đừng quên vô trong cùng coi video của mình để chấm điểm nha. Được rồi, nhảy vô bên trong mặt trời thế nào, let's go. Hay cha, và mình lại đi vô bên trong thử cái gì mà chói mắt quá vậy Huy Nấp ơi. Cái gì đây đây là thử thách tia ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời, trời ơi, sao có cái tia sáng mặt trời nó cứ chiếu vậy là sao vậy? Ôi nó chiếu mình chạy từ mình phải chạy từ đây qua bên kia mà không bị ánh sáng chiếu vô. Nếu mà chiếu vô mình chết nha. Trời xin để nó chiếu vô mình nó có. Ok, hiểu rồi, được rồi, phải né, đừng cho nó chiếu. Ôi nó chiếu quá trời rồi luôn, bị ánh sáng mặt trời chiếu vô là chết các bạn ơi. Trời đất ơi, chúng ta phải né được những cái tia sáng mặt trời này, tại vì nó chém một cái là mình đi luôn. Nó cao trời, trời ghê quá, đúng là thử thách mặt trời. Nó vừa chói mắt nó vừa nguy hiểm nó. Rồi để tôi qua đi chứ. Ôi đừng có chém tôi. Ôi qua đi qua đó. Ôi trời ơi trời ơi, nguy hiểm các bạn ơi. Trời ơi sắp qua được rồi. Trời ơi, suýt nữa là qua được rồi. Trời ơi, còn một chút xíu nữa thôi Dắt ơi, suýt nữa là được rồi. Trời ơi, lần này phải làm được rồi. Rồi mày là mặt trời này, đừng có chiếu tao, đừng có chiếu đâu. Ôi trời ơi, chém nó chém các bạn. Ôi lùi lại sắp được rồi. Yeah, bao mình qua được rồi nè Dắt ơi, mặt trời nó đã không cắt được mình leo. Thắng rồi nè Huy Nấp ơi. Được rồi, vô cái cổng đi, chúng ta sẽ đi vô thử thách tiếp theo của Huy Nấp nè các bạn ơi. Thử thách này cũng hay đó, thì bạn đừng quên chấm điểm cho Huy Nấp thử thách này như thế nào nha. Còn bây giờ thì đi vô. Hãy chào, ủa đây là đâu vậy? Ôi coi như là đây tôi vậy nha. Ôi con quái vật mặt trời sao các bạn ơi, quái vật mặt trời kia. Ôi trời ơi, tiêu diệt nó đi Dắt ơi. Mày là mặt trời tao, mày cắn ai mặt trời là quỷ, mặt trời quỷ, mặt trời khổng lồ. Mày nè tiêu diệt ở đây. Ôi trời ơi, đây nó bự quá, nó làm tôi lắc máy loại giờ, lắc máy luôn rồi. Tiêu diệt ở đây em ơi, mày nè, mày nè. Ôi nó mạnh, anh nó mạnh được, tiêu diệt nó, ai ai nó mạnh.
mày nè, mày nè con. Ây cha, chết đi con mặt trời kia. Ây cha, 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 cha. Ây, nó đã tui đâu rồi. Chết đi ông mặt trời. Vậy là thử thách này đã hoàn thành. Các bạn thấy thử thách vui nấp như thế nào thì đừng quên comment ở dưới rồi cầu thang đi lên mặt trời nữa đó. Còn bây giờ thì chúng ta đi ra ngoài tôi nào Huy ơi. Các bạn thấy thử thách mặt trời của Huy nấp như thế nào thì đừng quên comment cảm nhận dưới nha. Còn bây giờ hãy bước tới chào mừng mọi người đến với cầu thang cao nhất vũ trụ của TogaTV nha các bạn. Được rồi, chuẩn bị mọi người bước lên đi. Tôi cảnh báo trước là hơi mỏi chân xuống nha, tại vì nó rất là cao, nhưng mà thông cảm tại vì cái này là cầu thang siêu cao mà, bởi vậy thử thách nó cũng xịn lắm nên coi cùng anh em cùng nhau bước lên tôi nào. Let's go. Sắp lên rồi đó anh em ơi, nha người ta từ từ sắp rồi đó coi chú chịu ơi. À, tất nhiên là phải mỏi chân cái thải thì nó cao quá mà các bạn ơi, của ta là cao nhất chưa, gọi gọi đi tiếp này chút xíu nữa thôi gần tới à, rồi trời, đó các bạn ơi, đi ra ngoài vũ trụ luôn rồi, rồi. Rồi vậy là đúng rồi. Trời ơi, cao mà vậy là sắp tới các bạn ơi. Tới vũ trụ ơi, đừng có trước mặt tôi bên kia cánh trụng của tao đó. Ha ha ha, trời bay thấy chưa? Giờ thì ai cao nhất đúng không? Tất nhiên là tao rồi, nhưng mà quan trọng là tụi bay đi vô bên trong đi, xem thử những cái thử thách của Toga như thế nào. Trời ơi, mình lên vũ trụ này có ai được rồi. Đi vô nào, let's go. Hay cha, và chào mừng mọi người đến với thử thách đầu tiên của Toga sẽ như thế nào. Bắt cua đĩa bay đó chính là mọi người sẽ phải bắt cua trên những cái đĩa bay, nhưng mà hãy nhớ là khi mọi người đạp lên cái đĩa bay một cái thì đĩa bay nó sẽ sập xuống, bởi vậy mọi người phải nhanh nhẹn nhảy qua cái đĩa bay khác ngay lập tức. Ok. Được rồi. Okay. Bắt đầu đây, được rồi, để coi tụi này bắt cua như thế nào các bạn. Dạ, dạ, chạy đi. Thôi, dạy, dạy. Thôi, hãy quay, cô lên dắt ơi. Rồi, xong, dắt, dắt, luôn rồi. Tới lượt Huy nấp nào. Dắt thất bại rồi, tới lượt Huy nấp rồi. Rồi, ôi, từ. Ôi, quay, quay, quay. Ôi, Huy ơi, quay vậy. Làm giả nha. Ok, quay sao rồi xong chắc không kịp nhảy nên rớt rồi. Còn bây giờ thì tới là Huy rồi, có là Huy sắp qua được rồi. Quay mọi người chuẩn bị đi, đằng kia trong cái hố đen kia nó sẽ xuất hiện những cái thiên thạch và mọi người hãy sử dụng cái UFO này để bắn những cái thiên thạch đó. Chỉ cần bắn trúng 20 quả thiên thạch thì coi như có thể thắng được thử thách này. Được rồi, 3, 2, 1 bắt đầu. Những cái thiên thạch bắt đầu xuất hiện rồi kìa, bắn ở đây. Ôi có là đừng để cái thiên thạch đụng trúng nó không là nổ chết đấy nha. Đừng để cái thiên thạch trúng nè. Ôi có là bắn đi bắn đi. Ôi 5 cái rồi kìa, 6 cái, 7 cái, 8 cái, có là 8 cái, 9 cái, có lên 11 cái rồi kìa, có là Huy nấp nổ luôn rồi các bạn ơi, không được đụng vô cái thiên thạch, cố lên con dắt tụi nó. Còn 11 cái rồi, 12 cái, 13 cái, cố lên sắp được rồi. Được rồi, 18 cái nữa, còn 2 cái cuối cùng thôi. 19 cái cuối cùng, yeah, 20 cái rồi. Chúc mừng cánh cổng xuất hiện rồi đó. Bây giờ né làm sao để đi vô được cánh cổng thì đừng để nổ chết nha, đừng để nổ chết. Nhà mày, ôi Huy vô được rồi, còn dắt các bạn ơi, dắt cố lên, chui vô đi dắt ơi. Ôi, dắt vô được luôn rồi, và mình cũng vô luôn nào các bạn ơi. Được rồi, chào mừng anh em đến với thử thách cuối cùng, đó chính là quái vật người ngoài hành tinh khổng lồ. Được rồi, hãy sử dụng những cái vũ khí đây. Ôi, bắt đầu nó tấn công rồi kìa các bạn ơi. Bắn rồi. Coi ai sẽ là người tiêu diệt được con này đây các bạn ơi. Liệu dắt có thể tiêu diệt được nó, không các bạn. Ôi, các bạn ơi, bây giờ con mỗi Huy thôi. Rồi luôn. Ôi giờ để xem Huy thử có thể Huy có thể tiêu diệt được con này không các bạn ơi. Rồi người ngoài anh tính trả tụi. Người ngoài tính đập đất kìa các bạn ơi. Rồi có lại. Huy đã tiêu diệt được rồi. Người của anh tên đó quá là mạnh các bạn ơi, đúng là. Được rồi, vậy thì các bạn thấy thử thách của Toga như thế nào, Huy nấp như thế nào, dắt như thế nào, đừng quên like, subscribe, comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì đã xong rồi, hôm nay ai là người cao nhất thì các bạn biết rồi đó. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye bye.